Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân đã quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc đi lại bằng tàu xe hay máy bay khiến nhiều người lo lắng. Vì vậy, người dân cần làm gì để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển đường dài? Sau đây là những lưu ý từ chuyên gia. Di chuyển tới đâu thì mình cũng phải áp dụng 5K cho đúng. Thứ hai là mình phải ghi nhớ lại. Rồi trong quá trình mình di chuyển, đặc biệt bằng xe đó, mình sẽ khách hay bằng máy bay á, thì mình phải bảo đảm chặt chẽ hơn. Bởi vì những người xung quanh của mình á, thì mình không biết họ là ai. Hoặc là mình đến những cái nơi đông đúc á, thì mình cũng phải mang khẩu trang thật là tốt. Thật ra thì cái khai báo đó đó là mình phải nghĩ là nó có lợi cho mình và có lợi cho gia đình mình á. Chứ mình đừng có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Tại vì người ta muốn khai báo để người ta nắm được là có đúng là mình về từ cái vùng mà cái vùng dịch hay không. Thứ hai là mình có thể mình không hiểu được mình về tới vùng dịch, nhưng mà mình có thể người ta sẽ nắm được mình thuộc nguy cơ thế nào để người ta đưa ra cho mình một lời khuyên chính xác nhất để bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân. Và khi nó có những cái tình huống mà xảy ra ở những cái nơi khác mà mình chưa kịp biết á, là cơ quan y tế họ biết rồi, họ thông báo cho mình liền. Thành ra cái cách khai báo y tế nó khá là quan trọng. Trong đó quan trọng nhất đó là cũng phải cái nơi mình đến chính, những cái nơi mình đi đến thăm, đó là những cái nơi rất là quan trọng.